Thưa quý vị, tạo điều kiện tối đa cho người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 để nhanh tiến độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 là ý kiến chỉ đạo được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành địa phương vào chiều qua ngày 13 tháng 10. Công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 của thành phố đạt hiệu quả cao. Đến nay, ngành y tế đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho hơn 825.000 người dân trên 18 tuổi, đạt tỷ lệ 94,3%. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị ngành y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố cách tiếp cận mới về tiêm chủng, có thể là chọn một hoặc hai điểm tiêm chủng, thông tin rộng rãi cho người dân và chuẩn bị theo tinh thần linh động để người dân sẵn sàng đến các điểm này được tiêm trực tiếp, tạo điều kiện tối đa cho người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Thống nhất với ý kiến của Sở Y tế là đối với Pfizer của đợt này thì chúng ta phải ưu tiên hết, tập trung để tiêm cho người trên 65 tuổi và phụ nữ có thai, mang thai trên 13 tuần. Thì cái này là dứt khoát đợt này với cái lượng vaccine này thì không thể là nói là người trên 65 tuổi chưa được tiêm. Thì cái này là mình đề nghị là các quận huyện phải thực hiện nghiêm túc và danh sách đầy đủ để chúng ta cái đợt này là phủ hết. Trên tinh thần nghị quyết số 128, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các ngành nghiên cứu theo từng cấp độ để sớm có hướng dẫn chi tiết. Về việc xét nghiệm theo kế hoạch 164, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các quận huyện lồng ghép để tiết kiệm nguồn lực, đặc biệt là phải chọn lọc đối tượng kỹ càng. Thì các quận huyện phải tính toán để mà chọn mẫu, đi ra lấy mẫu á, vừa đảm bảo 50% nhưng mà vừa đảm bảo các đối tượng là thứ nhất là về từ ngày 1 tháng 10 ở các tỉnh khác nhau, cũng như là cái nhóm mà học sinh, giáo viên và người thân về hơn 18.000 người á. Thì đây là cái mà nhiệm vụ mà chúng ta, nếu mà chúng ta làm tốt được cái nội dung này thì chúng ta sẽ thứ nhất là tiết kiệm, mà chúng ta đánh giá được một cách cái nguy cơ của thành phố của mình rất là tốt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh, được xét nghiệm tiếp theo này đặc biệt quan trọng, đề nghị các địa phương quán triệt cho các tổ trưởng tổ dân phố về mục đích của đợt xét nghiệm lần này để triển khai đảm bảo theo đúng yêu cầu, có hiệu quả.